Ok, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Jiro TV đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thông báo cho anh em một cái tin khá là vui nhưng mà cũng khá là buồn. Và chính là Adobe đã phết lại cái cải trang Yadrat rồi chứ anh em. Đó thì giờ cải trang Yadrat nó chỉ được dịch chuyển tức thời qua những ấy nhé. Những người mà đã kết bạn với mình và mình kết bạn lại ấy. Tức là hai nick kết bạn với nhau ấy, hoặc là cùng trong ba thì mới dịch chuyển nhau rồi các anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem này. Bây giờ kết bạn em thằng cái bạn con tele con nick là 73 em đấy, thì tele con nick này nhá, thì nick là 7 em thì cũng đã kết bạn với nick mình gì nhá. Đấy giờ mình sẽ thử lấy nick là 7 em mình rồi, nên mình thử kết bạn với thằng trên thế giới đi. Đấy rồi, ok giờ mình sẽ tele cho anh em. Đấy nó ghi là không để dịch chuyển anh em. Đấy giờ mình sẽ qua đây cho anh em nhìn rõ hơn chưa. Đấy, tức là không để tele với người lạ được ấy. Đấy nó ra cái này thì cũng khá là ok đấy. Mình thấy cũng khá là ổn anh em ạ. Tức là đấy, mình nói mặt tốt trước anh em. Đó chính là khi mà anh em đi làm nhiệm vụ ấy, đấy là nhiệm vụ hoặc là tiểu đội sát thủ thì anh em sẽ rất dễ nhá, rất dễ làm super ấy. Đấy tức là làm đệ xuất sinh ấy thì rất hay bị cái mấy bọn giả rách nó theo sau ấy. Đấy nó theo sau nó phá anh em ạ, nó phá úp về, nó phá làm đệ. Đấy thì nhưng mà như thế thì anh em làm sao mà ấy được, thì làm sao mà làm đệ được phải không. Đấy thì giờ Adobe fix cái này lại thì cũng có thể là cho bọn mấy bọn kia, mấy bọn giả tách này nó đỡ tele theo nó phá úp đệ, với lại nó tele theo nó phá làm đệ với úp đệ anh em ạ. Đấy chứ còn nếu mà lấy thích thì lấy hai nick kết bạn với nhau thì vẫn tele được mà anh em. Đó thì giờ mình sẽ còn là mấy cái hại là bình thường nếu mà anh em đi săn mư chẳng hạn, đi săn mư mà về chắc thế giới bụng mư ấy. Đấy, thế giới một mươi các kiểu mà kết bạn với nó mà nó không kết bạn mình thì không lên ra được ấy. Đấy thì nó khó, mà mình thấy lợi ích vẫn nhiều hơn đây các bạn. Đấy, tức là không bị phá úp nhiều hơn. Đấy nhưng mà săn mư anh em kết bạn với thế giới mà nó chưa kết bạn với mình ấy, đấy thì không thể nào lên được nó. Còn nếu mà nó mà kết bạn với mình rồi thì lên ra thoải mái. Thì tức là nếu mà săn mư thì anh em mấy thằng kết bạn với mình nhé, mình chat thế giới là ví dụ như là bụng mư đấy, bụng mư anh em kết bạn bây giờ. Đấy thì cái này nó khá đơn giản thôi. Thì nếu mà ấy anh em, nhưng mà mình bảo nó là kết bạn tên mới thì nó sẽ kết bạn với mình ấy. Đấy ví dụ nó kết bạn với mình không rồi, nó kết bạn với mình, nó kết bạn với mình xong rồi nó sẽ gì anh em, nó sẽ pvm cho mình, xong rồi mình kết bạn với nó xong mình tele qua thì là ok ngay. Đấy xem cái này khá đơn giản luôn, mình thấy cũng không có gì khó khăn cả các bạn. Nó cái trang Yadrat này cũng là một phần là tốt cho game đấy anh em ạ, chứ không có gì mà ấy đâu anh em, không có gì mà fit linh cho mình đấy. Fit cái này cũng khá là ổn đấy. Còn mấy anh em mà đi lên trên đàn chửi các kiểu đấy thì chắc là anh em chuyên gia đi phá anh em ạ. Đấy thì mình cũng ý kiến đấy là ý kiến cá nhân của mình đấy anh em. Đấy, còn anh em nào có ý kiến cá nhân thế nào thì để lại ở comment nha. Đấy hiện tại mình có bán vàng ngọc sơ 7 đây anh em. Đấy, tức là anh em mình bán là 100k thẻ thì được 300 triệu vàng nha anh em. Còn 100k thẻ thì được 600 ngọc nha. Anh em nào cần thì cứ để các bạn liên hệ qua Facebook Zalo của mình ở dưới mô tả nha. Ok dạo mình giờ mình đang bị ốm với nhựa, đang bị ngạt mũi sắp là này. Đấy, ok clip mình cũng đến đây nhá. Ok bye anh em.